chỗ nó mình là đặc đặc kỳ rồi đó sẽ là ông đi mua đồ mũ chưa nữa. Mua đồ mũ làm gì? Đi mua đồ mũ không bán á. Đấy, mua da chai hả? Chai làm ăn dữ vậy ta? Ông mấy năm á? Chưa. Tưởng đâu nói ông năm này chứ. Đâu có, ông tính đi mua đồ mũ không bán với ông mua chục tấm giấy số không bán bậy nó kiếm không tiền á. Tôi không có hỏi ông. Anh đem đồ vô cho nè. Giờ đi ấy phân dơ với ông ra không? Ông ba, ông có đi cho mấy năm một thằng nữa. Sáu á. Ông chở đi cho rồi. Chở rồi tới nhà. Có ghé chưa gặp rồi gặp không? Gặp. Nhà ông dưới mới xong phải không? Hồi sáng cho hai hậu kia thiếu thiếu dĩa với tô, phải chạy về nhà lấy lên đem lên cho anh ta. Với còn sót ba hậu sẵn chở chở đồ lên cho luôn. Thì coi như cái khu vực này là cho xong rồi đó. Còn nè nè Sài Gòn lấy 3-4 phần gì đó không đủ cho bên đám sống chài ở dưới ở bên An Hảo. Tốt đó thì để chờ sau, nếu có được sau thì ai cho đám mình đó. Bây giờ cho dứt điểm đám ở trên này trước đi. Nói chung thì mình cứ cho rồi nó cứ đẻ ra nhiều hộ khác, mình thử ra phải chịu thôi. Ví dụ như ở trong làng con tính cho có 10 hộ, đẻ ra mười mấy hộ, 15, 16, 17 hộ vậy. Tự mình để ý vậy thì thôi, chừng nào đợt sau nếu có ai giúp đỡ nữa thì mình đem đi xuống cho cái đám ở bên ở dưới đồng. Đám dưới đồng thì người kinh người Việt Nam mà. Còn hàng mà giúp đỡ này đa số là cho là người Khmer. Kinh thì chỉ có lai rai vài gia đình thôi. Ở trên trong sóc thì là người Khmer không hả? Còn người Việt Nam thì người ta ở dưới kinh á. Bây giờ thì cũng hết rồi, hết quà rồi. Chờ nếu có đợt sau thì giúp lại cho đám ở dưới kinh lần. Nói vậy chứ mình giúp chứ cũng ở trên này, ở trên sóc này cũng đâu có đủ người. Để quen biết ai thì gặp ai thì cho người nấy thôi. Bây phía hả? Ông cho con ôi nè. Ồ, khốn này. Ăn tay không? Vô cho một trăm chai kia. Lấy cái chai. Ngày mau. 12 nữa sợ lôi nữa nè. Nè. Nè sợ em bé. Rồi chạy kìa. Lấy cái này là lấy ta thôi nó lấy ấy. Lấy ta cái thọt sắt. Nó được khăm bao vừa. Vừa khăm bao vừa. Vừa ai lại khăm bao.
ơ lại không má vô mình nói ơ lại không má này nãy đấy tới bán đấy bán tới à, cô này vô bán cặp con tàu cho nó con tàu khơi này ở đây thì cho được ba hộ cho ba hộ đây một thùng mì hai chai xì dầu năm cái tô hai cái thao hả hai cái thao nhận bán đấy rồi tua mưa tua kì anh anh thò tay lại nữa à má mày chắc kia chắc nói cái anh kia tha anh ơi không phải lại chứ ơi cứ sợ tẹp mì hả đây nè ở đây là ta đủ khăn dì nâng mưa hải vô quát nả dì trên này đi rừng đấy hả ủa chăm vô sco dì quý vị đang sco tôi hỏi dì biếm dì hôm sco à kéo ấy chỗ chết đấy chăm thêm vô mà này chun dây chun dây pram tục dây ấp sấp ở vô màu biếm chú ở về bài bài mua xa không làm ăn mẹ bàn pha công ăn sấp bài ai sấp này cũng ngon mà xa thu đấy con mắt bay ta bay à dạ ăn bay ơi thông thông á mỗi đập trăm, mỗi trăm. Đập trăm, mỗi trăm. Là không phải đắp này túi. Ở một cái trái nó rót cái áo này. Dạ. À, nhà mình nấu cắt cho này. Ở trái nó không trái. Mỗi trái nhau. Anh ấy bằng đấy. Mừng đấy. Trái ăn không được rồi. Bỏ dĩa vô. Dạ. Dĩa vô mà này. Chết cái á. Bạn mày cái. Ừ, bạn bảy rồi, à trăm là vô mãn tiền. Ờ cũng mày nói gì đâu phải. Phải nghe già. Quay nó hồi đi mơ ăn khơi ngồi ấy. Anh. Cô nó mềm đặt kỳ nó đặt dễ nha. Một thùng nó giáp tầm mềm 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 mềm. Giờ cứ bỏ đi cây. Lấy nó. Bạn đặt tay. Thế đất đây sẽ không? Lại không gặp cho thật kia. Ờ. Đây sẵn nha nữa. Đây phải chở cát. Phải chở cát như mấy con cái đường nữa. Phải lấy đá cây như đường nữa. Bây giờ còn 4 phần quà cuối cùng. À, chở đi vô trong cái ở chân núi Cô Tô á có một cái gia đình làm đường thốt nốt ở dưới xã Cô Tô dưới từ đây xuống đó có chắc cũng phải 10 cây số để chở vô tuốt ở trong rừng cho nó hộ đó ở trong đó có 2 hộ hai hậu đó theo tôi nghĩ chắc không có nhận không có bao giờ nhận được đồ cứu trợ đâu tại vì ở trong đó đâu có ai đi vô trong đó kêu ổng gì đâu
chú ở trong núi. Thì bây giờ còn 4 phần, rồi đem vô trong đó, đó 2 hộ đó thì cho 2 phần. Có thể là cái hộ có con nhiều cho thêm mì, cho 2 thùng mì. Giờ đang trên đường đi nè, để lại chạy xuống đó cũng hơi xa. Cái hộ mà làm đường thốt nốt mà tôi đang chở quà đi tặng á, cái hộ đó là chồng thì người Việt, còn vợ là người Khmer. Hình như tôi nhớ của hổng có từng gặp rồi, hình như là có tới 4 đứa con làm nghề đường thốt nốt, nghề lấy nước thốt nốt nấu thành đường á. Này chắc đi mua hàng về để bán này. Đạp xe đạp kiểu này là mua từ ở trên Tri Công về chắc. Bà lai Việt xa mà lúa á cha, mua trên chợ về. Cái chỗ em mà nó làm đường thốt nốt, nó không phải nằm thuộc xã Cô Tô, nó nằm thuộc xã U Lâm. Cái chùa này, chùa Thế Nam Trung, nó vô địa phận của ở xã U Lâm. Tôi nhớ là tưởng đâu là nó nằm ở xã Cô Tô chứ.